Radio Chuyện của Quỳnh, số 2, Tha thứ để bình yên. Các bạn thân mến, ngày hôm nay đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt. Cách đây đúng 2 năm, vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, đã diễn ra buổi đọc kinh cộng hưởng đầu tiên của nhà Mây Quy với chủ đề Tha thứ để bình yên. Hồi đó, chuyến ấy khởi từ nỗi hận mẹ của một người nữ khách ở Mexico, để rồi từ đó tụi mình đã rủ thêm được khoảng 350 người nữa lên chùa Hòn Một ở Long Hải để cùng nhau đọc Lương Hoàng Sám quyển 5 về giải oan thích kiết. Chuyến đi đặc biệt ấy cũng đã khởi được nguyên một chuỗi đại cộng hưởng của nhà Mê Quy sau này. Chuyến nào tụi mình cũng ngồi lại với nhau, đọc kinh khởi những niệm lành cho những vấn đề còn đang bị bế tắc. Sau đúng 2 năm, bài thi này đã khép lại một cách vô cùng có hậu. Chị nữ khách năm ấy đã thông báo rằng chị đã buông xuống được nỗi vướng mắc với mẹ mình và đã đón bà về nhà chăm dưỡng và báo hiếu được 3 tháng rồi. Mừng cho chị, còn là một niềm hạnh phúc rất lớn cho chúng mình. Bởi cái kết đẹp như vậy đã khẳng định sức mạnh có thật của năng lượng đại cộng hưởng, cũng là một sự củng cố niềm tin rất lớn cho những ai còn đang ôm giữ những mối thù hận hay căm ghét một con người khác ở trong lòng. Chọn tha thứ chính là ta giải thoát cho chính mình, để rồi đời ta dài từ đây về sau sẽ là chuỗi ngày nhẹ nhõm và an yên hơn hẳn. Đó chẳng phải là mong ước của tất cả chúng ta hay sao? Kỷ niệm cột mốc quan trọng này, Quỳnh Hương xin đọc lại cho các bạn nghe chuỗi bài về tha thứ để bình yên mà chúng mình đã từng viết cách đây 2 năm, để các bạn có thể tham khảo những phương thức mà các bạn trang mình đã làm để bước qua được hận thù khúc mắc, để có thể tha thứ để bình yên các bạn nha. Ngày 5 tháng 11 năm 2018, tha thứ một người. Cái hồi mình viết bài thương một người ở trong cuốn Yên á, lúc đó mình viết từ trường hợp của một cô gái trẻ gửi vào hộp thư riêng trang mình. Một câu hỏi ngắn ngủn mà thật là lạnh lẽo. Chị ơi, làm sao thôi hận một người? Lúc đó mình nghĩ chắc ở trên đời, hận nhất có lẽ hận vì tình. Thế nên bài viết lần ấy, chủ yếu mình khuyên nhủ mọi người theo hướng buông bỏ nỗi hận tình hoặc là nỗi hận bị người hại, vân vân. Vì thế mình đã có chút bất ngờ lẫn sửng sốt khi một ngày nọ, trong một chuyến tour Yên tại Đà Lạt, phát hiện ra trong đoàn khách đi cùng có đến 2 chị khách mang cảm giác hận sâu sắc một người, mà người đó lại không phải là người yêu hay là chồng họ, mà chính là người mẹ ruột đã sinh ra họ. Người mẹ dường như thường được mặc định mang tình mẫu tử bao la và hy sinh vô bờ bến. Cái này dường như ai cũng biết. Thay lời muốn nói, mỗi lần mở chủ đề mẹ đều ngập trong những cánh thư chan chứa yêu thương của con cái kể về mẹ, dễ khiến cho người ta có cái cảm giác rằng mẹ là một đấng thiêng liêng mà con cái mặc định sẽ kính yêu, hoặc chí ít ra cũng giữ một sự kính trọng nhất định. Vậy mà hôm đó, người phụ nữ ấy ngồi trước chúng mình, vẻ cứng cỏi như vẫn cứng cỏi suốt từ ngày đầu tiên tụi mình gặp chị cho đến nay. Người phụ nữ quyền lực, thành đạt, có vẻ không hề thiếu thốn gì về vật chất ấy, bỗng đôi mắt vụt đỏ hoe và giọng chị nghẹn lại. Chị hận mẹ chị. Một người mẹ như thế nào để khiến cho con có thể nuôi lòng hận thù đến như vậy? Những chia sẻ vụn vặt giữa những chặng hành trình cho biết, mẹ chị là một người phụ nữ theo kiểu bà mẹ Bắc xưa, còn nặng về trọng nam khinh nữ. Bà dồn hết tình yêu thương vào cậu con trai và dường như bỏ mặc hoàn toàn các cô con gái còn lại trong nhà, khiến cho các cô con gái vốn sinh trưởng trong một gia đình quyền quý vẫn đầy mặc cảm tự ti và cay đắng. Một bà mẹ sẵn sàng chạy đến nhà người con trai mà con gái bà đang để ý, mắng nhiếc sỉ vả gia đình người ta, cho đến nỗi họ phải bắt con trai họ đi cưới vợ gấp để hả giận. Cô con gái bị sốc, cố gắng tìm cho được một người con trai khác để lấy bừa, đáp lễ với cú sốc này. Để cho vài chục năm sau, một cuộc sống hôn nhân không có trọn vẹn đi nữa, chị thà chọn cuộc sống cô độc ngay trong chính ngôi nhà của mình, quạnh quẻ trong chính sự thành công và quyền lực của mình, chứ không tách bạch rõ ràng chấm dứt mối quan hệ đã từ lâu lạnh lẽo với chồng, chỉ để chứng minh cho mẹ chị thấy là mẹ chị sai rồi.
là vì hồi đó quyết định lấy bừa người ấy, chị cũng đã từng vấp phải cơn chống đối dữ dội của mẹ chị, rằng thằng đó cũng chỉ nhào vào lợi dụng mày thôi, rằng nó có bỏ mày nhà này cũng không chất chứa mày về đâu nhé. Mẹ của một chị khách khác lại ở trong một tình huống khác. Ba chị qua đời lúc chị mới lên 6-7 tuổi, là chị cả của hai đứa em nữa. Mẹ chị rốt cục bỏ ba đứa con để đi lấy chồng khác. Ba chị em tự nheo nhóc nơm nhau, rồi được một vị ni cô thương tình dắt díu nhau đưa về một vùng quê xa lạ để chăm sóc nuôi dưỡng. Lớn lên, chị may mắn gặp được nhà chồng thương yêu. Má chồng thấy chị hiền lành dễ thương, dần thương chị như thương đứa con gái ruột. Và từ từ, chị mới lấy lại được niềm vui trong cuộc sống. Nhưng cũng chỉ mới vài năm trở lại đây thì chị mới tạm gọi là buông xuống nỗi hận người mẹ đẻ ra mình. Mình thấy xót xa quá. Mà cả hai chị mình kể ở trên đều tuổi đời không còn trẻ. Rốt cục mối hận này đã được họ hun đúc suốt bao nhiêu năm. Trước khi một chị phần nào đã buông xuống được, một chị vẫn còn đó nỗi hận thù. Mình ngồi ngẫm nghĩ mãi về trường hợp của hai chị gái này. Thấy ở chị gái đã buông xuống được phần nào, chị ấy có vẻ đang sống nhẹ nhàng hơn chị gái kia. Vậy thì phải chăng chính cái sự buông xuống không được nỗi hận thù với một người lẽ ra ta yêu kính nhất cuộc đời này đã làm chị chết luôn cả cảm xúc tích cực về mọi điều khác mà lẽ ra chị ấy đáng được hưởng? Khi mình khuyên chị nên buông xuống giận hờn đối với mẹ để sống vui vẻ hơn, chị bảo bây giờ chị đối với mẹ bình thường. Bình thường để trong ngoặc kép có nghĩa là chị không cãi, không nháo gì với mẹ. Nhưng đồ ăn mẹ chị làm, kêu xe ôm gửi sang thì chị kêu xe chở trả về. Mỗi năm chị chỉ về nhà mẹ một lần cho có lễ và không có nhu cầu chia sẻ qua lại gì cả. Mình nói với chị, không, chị đang không có bình thường chút nào, chị đang không ổn. Phần lý trí trong con người chị lên tiếng với chị rằng chị không sao, nhưng thực tế bằng vô thức, chị cảm nhận rõ chị đang rất có sao và mọi thứ khi đã một bước đi sai sẽ dẫn đến hàng loạt những điều sai khác, như những con cờ domino xếp dọc sát bên nhau, khi bị đổ thì sẽ đổ hàng loạt. Chị lại nói, tất cả đã quá muộn rồi. Mình nói với chị, không bao giờ là quá muộn. Thậm chí có thể chị không tự nhận ra đâu. Thế nhưng nội, chỉ việc chị tìm đến tua yên với chúng mình, mặc dù chị có thể nói lý do chính đáng khác, đã cho thấy vô thức chị đã khát khao mổ xẻ cái nỗi đau này, khát khao được giải thoát khỏi vết thương lòng sâu đậm này. Bởi vì có lẽ chính chị cũng biết, cũng theo nguyên lý trị bệnh thì phải trị từ tận gốc. Tất cả những nỗi khổ hoặc chai sạn cảm xúc mà chị đang trải qua bây giờ chỉ có thể chấm dứt từ việc chị có chấp nhận tha thứ cho con người từng gây ra hàng loạt những nỗi đau khổ đầu tiên mang tính dây chuyền dẫn đến mọi đau khổ của chị sau này, chính là mẹ chị hay không. Thật ra tha thứ cho một người có dễ dàng gì đâu, mình biết mà. Khi cứ mỗi một lần nghĩ đến là mỗi lần tim ứa đau, miệng lại trào ra toàn những ký ức cay đắng cùng đau đớn. Ừ, thôi có thể lòng tự dối lòng rằng không thèm để ý nữa. Nhưng cái không thèm để ý nữa đó, nó vẫn là cái thứ cảm xúc thụ động, chết lặng, là kiểu tự tiêm cho mình liều thuốc tê để chỗ đau ấy tê dại đi, để không còn cảm thấy đau nữa. Thế nhưng cái chỗ cảm thấy không còn đau nữa đó, nó có mất đi không? Không hề, nó vẫn còn ở đó. Vẫn là một khối u ác tính, giả bộ nằm im, nhưng chỉ một cái khẽ chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ bong da, tróc vẫy, máu chảy đầm đìa. Huống hồ, cái người mà ta thừa nhận là hận đó lại là người có ràng buộc máu mủ ruột rà với ta. Người mà bằng pháp lý ta sẽ không bao giờ rũ bỏ được mối liên hệ. Mình cứ nhớ hoài cái câu nói của một vị thầy mà mình đã nghe được từ bản audio những ngày nằm lắc lư trên xe buýt xuyên đường Ấn Độ. Vị ấy bảo, chúng sinh hữu tình, tức là có lúc vui lúc buồn, lúc tốt lúc xấu, nên mới cần chúng ta dùng lòng thương mà làm thay đổi họ.
Chứ tự thân họ đã tốt sẵn, đáng yêu sẵn rồi thì còn cần ta làm cái gì nữa? Với một số chúng sinh càng đặc biệt cần dùng lòng thương vượt ngưỡng giới hạn bình thường. Huống hồ như mình đã nói, tất cả chúng ta ở trên thế gian này đều không thể thoát khỏi sự gắn kết và kết nối với nhau. Ta tha thứ cho người có nghĩa là ta ân xá cho bản thân ta trước tiên. Cắt cả khối u ác tính khỏi tâm hồn ta, bạn có bao giờ tưởng tượng bạn sẽ nhẹ nhàng đến mức nào không? Cả cuộc đời bạn, vui cũng sống một đời mà buồn cũng là một đời thôi. Chỉ sợ có những giông bão bên ngoài kéo tới còn vất vả chống chọi. Chứ còn cái thứ bão tố nội tâm, một khi ta đã nhìn ra cốt lõi vấn đề, chỉ cần xác định tâm lý, ta có muốn tha thứ cho người đó hay không mà thôi. Mình nói với chị, tha thứ cho một người thật ra cũng không quá khó như là ta tưởng đâu. Vấn đề khó nhất là ta có sẵn lòng chấp nhận cho việc đó xảy ra hay không. Mình nhớ hồi đó, một cậu em thương thiết ở trong ekip mình bị vấp ngã với mối tình đầu. Người yêu dấu của nó bắt cá hai tay, rồi rốt cục quay về với người yêu cũ. Những ngày đó, nhìn nó quặt quà quặt quẹo rồi khóc rồi ủ rũ, tụi mình xót cả ruột. Rồi nó đi coi bói. Bà thầy bói này chắc là nhà tâm lý học nè. Bà bảo cách tốt nhất để cậu sống dậy được là thật tâm tự niệm ở trong lòng cái lời chúc phúc cho hai người đó. Cái gì? Cái con người mà mình đang hận thấu xương cộng thêm cái kẻ mình đang ghét cay ghét đắng, làm sao mở miệng ra mà nói lời chúc phúc cho hai con người đó? Cậu em mình không cam lòng nên nó không thèm làm theo lời bà thầy bói đó chỉ đâu. Không nói và nó tiếp tục chìm đắm ở trong đau khổ. Rồi đến một ngày nó tự cảm thấy nó không thể để nó lay lắc hoài ở trong cái tình trạng này được. Nó tự nhủ thầm, thôi kệ miệng mình cứ nói, giả tạo cũng được đi. Rồi nó lẩm bẩm mấy câu chúc phúc. Sang ngày hôm sau, cái lời chúc phúc giả tạo kia thoát ra khỏi miệng có vẻ hơi thuận miệng hơn một chút. Sang ngày hôm sau, nó lặp lời chúc phúc kia nữa và cảm thấy dễ mở miệng ra nói hơn một chút nữa rồi. Cho đến một ngày, nó phát hiện ra nó đã đọc cái câu chúc phúc kia một cách rất bình thường, thì ở trong lòng nó, dường như nỗi đau kia đã phai đi ít nhiều rồi. Để rồi thêm một ít thời gian nữa, nó có người thương mới, cái người vẫn gắn bó với nó cho đến hiện tại. Mình nhớ cái hồi đi tìm lời giải thích nào thỏa đáng cho sự căm hận, thù ghét nhau sâu sắc giữa một người với một người. Hồi đó làm chủ đề trò chuyện làm sao thương được mẹ chồng đó. Mình từng được đọc trong một cuốn kinh, cuốn Lương Hoàng Sám, quyển 5 và quyển 6, rằng chúng sanh sinh ra làm thân bằng quyến thuộc của nhau, đa phần là vì họ từng là những oan gia trái chủ của nhau từ nhiều vòng đời kiếp trước. Hai con người oán nhau, nếu đặt ở xa nhau thì làm sao báo oán lẫn nhau được? Vì thế họ sẽ được đặt gần bên nhau để mà hành hạ nhau cho dễ. Cũng chính vì vậy mà bao nhiêu điều khổ đến không thể giải thích được vẫn cứ điềm nhiên xảy ra. Không làm khổ tâm thì hành khổ thân, mà nào giờ phổ biến là con cái làm khổ cha mẹ, giờ lại là mẹ làm khổ đời con cái rồi. Vậy thì cách duy nhất có thể dần dần thoát ra khỏi sự trả oán này chính là thành tâm sám hối cho những điều ta đã gây ra cho người kia từ đời kiếp nào đó. Xin lỗi họ. Và không ngờ, cái cách bà thầy bói từng bày cho cậu em trong ekip của mình chính là một trong những cách tự ám thị để giải đi những oan kết này đây. Và nó đã hiệu quả. Vấn đề cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để cắt bỏ khối u ác tính trong tâm hồn bạn, để sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới của đời sống, nơi chan hòa yêu thương của rất nhiều mối dây oan kết, một khi đã được gỡ bỏ nút thắt siết ở gốc, sẽ dần dần được nới ra và thông suốt. Bạn không yêu mến một cuộc sống nhẹ nhõm và bình yên như vậy sao? Bạn không thèm mong cái cảm giác mỗi ngày mở mắt ra là đón mặt trời lên, cuối ngày về tắt đèn đi ngủ trong sự thanh thản vì đã không còn gánh nặng đeo đẳng hay sao? Mình tin là bạn thèm mong điều đó. Vậy, hãy mạnh dạn cho mình một cơ hội đi bạn. Hãy tha thứ một người. Bạn làm được, phải không? Ngày 7 tháng 11
năm 2018, tha thứ bản thân mình. Bạn thân mến, dưới bài viết tha thứ một người của mình ngày hôm trước, có một khán giả nam đã hỏi mình rằng tha thứ cho người thì được rồi, nhưng còn tha thứ cho bản thân mình thì thế nào hả chị? Thế ra xem chủ đề tha thứ này có thể phát triển thành cả loạt bài rồi, phải không? Thật ra hẳn chỉ có người trong cuộc mới thấu cái loại lỗi lầm gì mình đã làm, cái tội gì mình đã gây ra, vô tình hay là cố ý. Mà hẳn cũng không phải ai cũng đủ can đảm mà kể ra hết với người ngoài những điều lầm lỗi, những điều không phải đó. Nên nỗi khổ tâm cứ thế mà đóng ổ ở trong lòng ngày này qua tháng khác, khiến cuộc đời ta từ quãng đó về sau chỉ còn là một đám mây xám trì nặng, lúc nào cũng như chỉ chực chờ đổ mưa, mà nó không có chịu mưa. Thế mới biết cái cảm giác chờ mưa này nó nặng nề khổ sở đến thế nào. Thời gian sau này mình bắt đầu lĩnh hội được sâu hơn, mỗi một ngày cố gắng để làm mờ dần cái tâm phân biệt, tức là phân biệt ta với người. Mà bài audio ngã ở trong cuốn Yên mình đã đăng lên trên YouTube cho cả nhà mình nghe rồi đó. Để rồi một lúc nào đó, khi ta hiểu rằng ta với người thật ra chỉ là một thôi, ta thương tổn người, ta hại người thì cũng chẳng khác nào ta hại chính ta và ngược lại. Ta có làm điều gì tốt đẹp giúp cho mọi người xung quanh thì cũng chính là ta đang làm điều đó cho chính ta được hưởng vậy, về lâu về dài, về sâu về rộng, về sau này. Vậy rồi cũng trong cái sự buông bỏ được tâm phân biệt này, ta thử lật lại chiều ngược lại mà xem, trong một phương diện nào đó, nhìn chiều ngược lại, bản thân ta đó cũng chính là một người chứ ai, nghĩa là ta cũng là một con người đáng được yêu thương và được tha thứ. Là một con người đáng được yêu thương và tha thứ, nghĩa là bạn hãy tập tách bạn ra khỏi bản thân mình, hãy bình tĩnh đứng ra ngoài quan sát bằng con mắt khách quan và phân tích. Trong những phút giây làm lỗi đó, trong những thời khắc phạm tội đó, người ấy là ta đang ở trong tâm trạng gì? Điều gì đã đưa đẩy người ấy đến những hành xử hay hành động đó? Ắt phải có những nguyên nhân chủ quan về phía người ấy, hay khách quan tác động xung quanh để dẫn đến những điều đáng tiếc đó. Nếu là những điều khách quan, hãy hiểu đó là một kiểu ác duyên đưa đẩy. Nếu là những điều chủ quan, hãy nghiêm túc dạy dỗ con người này, tức là chính ta, rút kinh nghiệm sâu sắc, không bao giờ được phép lặp lại lần nữa. Hãy thành tâm ăn năn sám hối cho những điều đã làm bằng những điều mà tự thân bạn nghĩ ra được. Hoặc giả nếu bạn không tự mình thoát ra khỏi được những điều ăn năn này, hãy tìm kiếm sự trợ duyên từ những phương pháp hỗ trợ tinh thần, chẳng hạn một bài kinh sám hối trong tôn giáo mà bạn gần nhất. Mình tin chắc rằng ở bất kỳ một tôn giáo nào đều có một loại kinh đặc thù nào đó để cho con người ta men theo, nương dựa vào mà sám hối cho những điều lỗi lầm đã phạm. Hãy dùng lời, dùng tâm, đặt tất cả lòng thành của bạn vào những lời kinh ấy. Hoặc nếu bạn không gần một tôn giáo nào cả, thì hãy dùng 4 câu thần diệu của người Hawaii cổ trong phương pháp Ho'oponopono mà chúng mình vẫn luôn khuyên bạn ứng dụng mỗi ngày. I'm sorry, tôi xin lỗi. Please forgive me, hãy tha thứ cho tôi. I thank you, tôi cảm ơn bạn. And I love you, và tôi yêu bạn. Hãy niệm trong lòng thật nhiều lần những câu nói giản đơn này. Lòng nghĩ đến những người mà ta đã từng gây tổn thương hoặc mưu hại, hoặc những điều lầm lỗi khiến ta ân hận rây rứt dài lâu. Hãy gửi đến họ, đến chúng, những rung động dịu dàng nhất từ tận đáy lòng. Và bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của sự tha thứ. Nó không đến ngay sau một lần. Đó là cả một quá trình, mỗi ngày một chút. Rồi lòng bạn sẽ dần được nguôi ngoai. Thật ra, đứng ở một góc độ nào đó, những sai lầm vấp váp của con người chính là một trong những bài học dẫu thật đau đớn nhưng thực tế và hiệu quả nhất để dạy cho con người những giá trị sâu sắc nhất, mà qua đó, những người đủ khôn ngoan và mạnh mẽ sẽ trưởng thành, còn những người yếu đuối sẽ gãy gục. Bạn thấy, những cây cổ thụ ven đường có thân cây nào được lành lặn không?
Chính những vết sẹo, những vết hằn chi chít trên thân cây đó là một phần của lịch sử phát triển của cây và là một phần giúp cho thân cây thêm vững vàng trải qua bao mưa dày gió giật. Vậy bạn muốn mình là người mạnh mẽ khôn ngoan hay là người yếu đuối nè? Bạn có muốn mình trở thành một thân cây cổ thụ hay không? Tất cả đều do bản thân mình quyết định. Nếu bạn muốn tự vượt qua những cảm giác dày vò ăn năn đó, thì hãy nghĩ tất cả những gì xảy ra đều là cái đã xảy ra. Có ăn năn, có đau đớn bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được phần quá khứ. Trong tiếng Anh có câu ngạn ngữ này nè: There's no use crying over spilled milk. Có nghĩa là chẳng ích gì ngồi khóc than sữa đã bị đổ. Đúng vậy, nếu bạn cứ đau đớn mãi cho những lỗi lầm quá khứ, nó sẽ biến thành loại độc dược làm chết rụi hiện tại và không chừng rụi cả tương lai bạn nữa. Vậy thì hãy cứ để quá khứ thuộc về quá khứ. Hãy cắn răng coi đó là những bài học đắt giá mà bạn đã phải trả bằng một phần đời của mình. Hãy dùng sự yêu thương để nhẫn nại đắp lên từng viên gạch nhỏ, xây nên tương lai vững vàng và nhẹ nhàng, an yên từ chính hôm nay của ta. Nhớ, quá khứ có thể sai, nhưng hiện tại không thể mắc lại sai lầm cũ đó là được. Sẽ có một số lỗi lầm thuộc dạng gây hậu quả dài lâu, ảnh hưởng vô chừng đến hiện tại và tương lai, chẳng hạn như sức khỏe, chẳng hạn như hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng tiếp nhận hiện thực ấy, không oán thán nữa, và hãy nhẹ nhàng ru cái hiện thực ấy bằng những câu hát về sự yêu thương và xin lỗi, hoặc những bài kinh sám hối theo tôn giáo bạn theo. Còn nếu lỗi lầm ấy có liên quan đến một hay một số người khác, và những người ấy có khả năng lật lên quá khứ ấy của bạn, hãy cứ mạnh mẽ can trường ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Hãy ý thức rằng, ngay cả lỗi lầm quá khứ ấy, một ngày nào đó bị quật lại, có bị phơi bày đi nữa, đó cũng là những việc của ta làm trong quá khứ. Cái quá khứ mà có thể thời điểm đó, ta không được hiểu chuyện như bây giờ, vô minh hơn bây giờ, dại dột hơn bây giờ. Đừng để cái quá khứ đó là một nỗi ám ảnh khiến bạn từ bỏ quyền được an nhiên, hạnh phúc của những ngày hiện tại và cả tương lai. Và sẵn luôn, nhắc ở đây những ai có thể đang nắm giữ một phần quá khứ đau thương của những người khác, hãy đừng bao giờ làm người đi quật lại những điều thương tổn đó bạn nghe. Làm như vậy, nghiệp ác của bạn sâu lắm, rồi oán sẽ lại chồng chất oán mà thôi. Cuối cùng, cũng một câu cũ và quen thuộc lắm rồi nhưng vẫn luôn luôn đúng, rằng nhân vô thập toàn. Chỉ sợ trên đời này có được 1/1 triệu người sinh ra đã thánh thiện vô nhiễm để không bao giờ làm lỗi. Còn lại mấy tỷ người chúng ta trên thế gian này, ai dám chắc mình chẳng bao giờ phạm những sai lầm, thậm chí những sai lầm dại dột, điên khùng hoặc ngu dốt. Bạn yên tâm đi, không phải ai cũng sẵn lòng nói ra cho bạn biết đâu. Nhưng mình cá là trong bất kỳ người qua đường A hay bạn đồng nghiệp B hay người bà con C nào của bạn đều luôn có những góc khuất, là những lỗi lầm lớn nhỏ hết. Kể cả bản thân bạn Quỳnh Hương này cũng vậy, bạn yên tâm hen. Vậy thì tại sao mọi người xung quanh có thể coi đó là những bài học và sống tiếp một cách tốt đẹp, còn bạn thì không? Vậy tại sao bạn lại không cho bản thân mình một cơ hội được tha thứ để bạn được nhẹ lòng và sống tiếp, mà không chừng còn sống tiếp một cách hữu ích cho đời, cho mọi người quanh mình? Chỉ cần ở trong hành trình sống tiếp và đi tới, ta luôn ý thức mình không ngừng hướng đến sự hoàn thiện bản thân, làm sao cho mỗi ngày qua ta sống tốt hơn thêm một chút, buông được nhiều hơn một chút những điều không nên làm thêm được những điều đáng làm, cần làm, nghĩa là ta đã tu thân dưỡng tính rồi. Và bằng điều đó, ta đã dùng cuộc sống này, phần đời tiếp theo này để chuộc lỗi, để bù đắp cho những lỗi lầm ta đã có thể mắc phải trong quá khứ rồi. Sống tiếp nhẹ nhàng và tha thứ cho bản thân, đó cũng là điều hoàn toàn trong khả năng của ta, phải không bạn? Rồi ta sẽ bình yên, chắc chắn là như vậy.